6 câu nói đơn giản nhưng sẽ thay đổi cả nửa đời sau của bạn. Kính thưa quý vị, thêm một phút vui vẻ, giảm một phút sầu tư. Thêm một phút thành thật, giảm một phút giả dối. Thêm một phút thanh nhàn, giảm một phút bận rộn. Và sau đây là 6 câu nói đơn giản mà chúng ta cần phải ghi nhớ, vì nó có thể thay đổi cả nửa đời sau của bạn. Thứ nhất, đừng quá tham vọng, cất bớt tham lam. Người xưa có câu, của thiên trả địa, thứ gì không phải của bạn thì mãi mãi không thuộc về bạn. Đây đã là một quy luật của thực tế mà chúng ta cần hiểu rõ, càng sớm càng tốt. Không có món hời nào mà tự dưng từ trên trời rơi xuống. Cũng không có ai tự dưng cho không ai cái gì. Tất cả đều có giá của nó. Bạn cảm thấy mình trả giá được thì hãy nhận. Bạn nhớ nhé, của cải của thế giới thì hữu hạn, và lòng tham con người thì giống như cái túi không có đáy. Cái túi không có đáy thì dù cho có được bao nhiêu vàng bạc cũng không thể nào đầy được. Nếu như con người cứ gần gũi, luôn luôn chạy lòng tham muốn thì cuối cùng sẽ chẳng được gì. Thứ hai, đừng nghi ngờ bản thân, đừng coi thường chính mình. Có chàng trai tới gặp vị chân sư và thưa: thưa thầy, con tới để xin thầy giúp đỡ, vì con bị giày vò bởi những cảm giác vô dụng về bản thân và không muốn sống nữa. Ai cũng nói con là kẻ thất bại và ngu ngốc, con xin thầy giúp con. Vị chân sư ngước nhìn chàng trai, đáp vội vã: tha thứ cho ta vì ta đang vội và không thể giúp con, ta có việc gấp cần làm. Vị chân sư ngừng giây lát suy nghĩ rồi nói thêm: nhưng nếu như con đồng ý giúp ta, đổi lại ta sẽ giúp con. Dĩ nhiên thưa thầy, chàng trai lẩm bẩm, cay đắng nhận ra mối bận tâm của anh bị xem như không mấy quan trọng. Tốt, vị chân sư đáp và lấy chiếc nhẫn có viên ngọc tuyệt đẹp trên tay của ông. Hãy lấy ngựa ta và đi vào chợ, ta cần bán chiếc nhẫn này gấp để trả nợ. Hãy bán với giá hợp lý và đừng bán với giá thấp hơn một đồng vàng. Hãy đi ngay và quay về ngay khi con có thể. Chàng trai lấy chiếc nhẫn và cưỡi ngựa đi. Khi tới chợ, anh đưa chiếc nhẫn cho nhiều lái buôn khác nhau. Những người ban đầu xem xét chiếc nhẫn với vẻ quan tâm, nhưng chẳng bao lâu sau, khi biết chiếc nhẫn có giá một đồng vàng, họ tỏ ra thờ ơ. Một số lái buôn cười vào mặt chàng trai, số khác bỏ đi. Duy chỉ có thương gia già tử tế giải thích cho anh rằng giá một đồng vàng là quá mắc và ông chỉ có thể mua với giá một đồng tiền bằng đồng, hoặc cô lắm là một đồng bạc. Nghe những lời này, chàng trai trở nên thất vọng vì anh nhớ lời hướng dẫn của vị chân sư, không bán với giá thấp hơn một đồng vàng. Đi khắp chợ để kiếm người mua giữa hàng trăm người, anh buồn bã lên ngựa. Thất vọng tràn trề, anh quay về với vị chân sư. Thưa thầy, con không thể thực thi yêu cầu của thầy. Anh nói, con đã cố gắng hết sức, chỉ bán được với giá vài đồng bạc, nhưng thầy nói con đừng bán với giá thấp hơn một đồng vàng. Thế nhưng họ nói với con rằng chiếc nhẫn này không có giá cao như thế. Đây điều quan trọng, con trai à. Vị chân sư đáp, trước khi bán chiếc nhẫn chẳng phải là ý tưởng tồi nếu con biết chiếc nhẫn này thực sự giá bao nhiêu đúng không? Và ai có thể biết giá trị thực của chiếc nhẫn này giỏi hơn thợ kim hoàn. Hãy đi tới thợ kim hoàn để biết chiếc nhẫn này giá bao nhiêu, nhưng đừng bán cho ông ta, cho dù ông ta có trả giá cao thế nào. Thay vào đó, con hãy quay lại đây ngay tức khắc. Chàng trai lần nữa lên ngựa và đi tới thợ kim hoàn. Thợ kim hoàn xem xét chiếc nhẫn qua kính hiển vi rất lâu, sau đó đặt lên chiếc cân nhỏ. Cuối cùng, ông quay lại với chàng trai và nói, hãy thưa với vị chân sư, ngay lúc này ta không thể mua với giá hơn 58 đồng vàng. Nhưng nếu vị chân sư chờ ta thêm ít lâu, ta sẽ mua chiếc nhẫn với giá 70 đồng vàng. 70 đồng vàng ư? Chàng trai thốt lên. Anh cười, cảm ơn thợ kim hoàn và tức tốc quay trở về với vị chân sư. Khi vị chân sư nghe được câu chuyện từ chàng trai đang phấn khích, ông bảo anh, con trai, hãy nhớ lấy, con giống như chiếc nhẫn này, quý giá và độc đáo. Chỉ chuyên gia thật sự
mới đánh giá đúng giá trị của con. Vì thế tại sao con lại phí thời gian lang thang trong chợ và để ý tới ý kiến của bất kỳ kẻ ngốc nào? Bạn thấy không, mỗi người đều tự có bản lĩnh và ưu khuyết riêng của mình. Giống như học sinh không giỏi văn thì có thể giỏi toán, không giỏi toán có thể giỏi năng khiếu, năng khiếu không giỏi cũng có thể xuất sắc trong hoạt động thể chất. Chúng ta sinh ra có vai trò và trách nhiệm khác nhau trong xã hội. Vì vậy, không cần thiết phải luôn so sánh bản thân với người khác. Miễn là bạn nắm vững được năng lực của chính mình, vui vẻ với cuộc sống của chính mình, vậy là bạn đã có thể thành công. Thứ ba, đừng ngẩng quá cao rồi nhìn không rõ vị thế chính xác của mình. Đôi khi ngẩng cao đầu chỉ là cách giúp lòng hiếu thắng và cái tôi của bạn chiến thắng mà thôi. Chỉ có cúi đầu nhưng thẳng lưng mới là tư thế chuẩn mực nhất để mà chăm chỉ làm việc, xây dựng cuộc sống. Khi thành tựu của bạn đủ cao, dù cho bạn có cúi đầu thì người khác vẫn phải nhìn lên, chẳng ai có thể coi thường. Trong Chu Dịch giảng, khiêm thụ ích, mãn chiêu tổn, nghĩa là khiêm nhường sẽ nhận được lợi ích mà tự mãn thì bị mất đi. Một người nếu như tự cao tự đại thì cho dù đi tới bất cứ đâu cũng đều không nhận được sự chào đón của người khác. Cho nên, thất bại lớn nhất của đời người là tự cao tự đại. Người tự tin biết nhìn lại bản thân từ ý nghĩ, lời nói cho tới hành động. Trong khi đó, người tự cao tự đại coi cái tôi của mình là trên hết. Họ thường so sánh hơn thua, đúng sai với người khác và không chịu nhún nhường bất cứ một ai. Họ sẽ làm bất cứ điều gì để chứng minh cho người khác thấy họ đang tài giỏi hơn mọi người. Từ đó là dễ gây ra quyết định sai lầm do quá hiếu thắng, không suy nghĩ chín chắn. Người sống tự cao quá mức dễ thất bại vì không có sự tìm tòi, học hỏi từ thành công của người khác. Tự cao tự đại thường coi thường người khác với tâm lý cố chấp, bảo thủ và độc đoán, cho rằng bản thân tài giỏi hơn người. Như vậy, họ sẽ cô độc trong cuộc sống của chính mình tạo ra. Bởi người ta có thể yêu thương, san sẻ với người biết nhìn nhận sai lầm của bản thân sau khi mà vấp ngã, chứ không ai chia sẻ với người luôn cho mình giỏi hơn hết. Khiêm tốn bao nhiêu cũng không đủ. Người hiểu lễ nghĩa, biết hạ thấp mình hơn để đón nhận cũng giống như biển cả bao la, thấp mình chờ đợi, biết chăm sông từ thượng nguồn cũng đem nước đổ về. Thứ tư, sống đừng quá toan tính. Thời gian mà vận mệnh cho chúng ta vốn không có nhiều. Mất mười mấy năm vô tri học tập mới hiểu được sự đời. Đừng tiếp tục lãng phí vào việc toan tính hay âm mưu. Thay vì tốn sinh mệnh cho người khác, hãy nên tiết kiệm thời gian để mà sống tốt nửa đời còn lại của chính mình. Người luôn tính toán chi li, tâm hồn sẽ luôn dao động. Khi đó sẽ nảy sinh ra nhiều bệnh như đa nghi, trầm uất. Có người nói rằng không phải chúng ta nắm giữ được quá ít mà là chúng ta tính toán quá nhiều. Đừng nhìn người khác sống hạnh phúc mà cảm thấy mình bị mất mát và áp lực. Kỳ thực, những thứ mà chúng ta nhìn thấy chỉ là biểu hiện bề ngoài, còn bên trong chỉ mỗi người tự biết. Dục vọng và ham muốn của con người thì nhiều vô cùng, nhiều không kể hết. Ai cũng truy cầu cuộc sống cao, mong muốn cho bản thân có mọi thứ, đạt được mục tiêu của mình. Nếu đạt được rồi thì nhất thời cảm thấy vui vẻ, nếu không đạt được thì cảm thấy thống khổ cả đời. Thứ năm, đừng theo đuổi danh tiếng phù phiếm. Phù phiếm xét cho cùng là thói chạy theo hình thức, mà cái hình thức ấy lại không phù hợp với nội dung của anh. Anh cứ mãi cố gắng chạy theo những cái không thuộc về mình, không hợp với mình. Kiểu như đầu gối củ lạc lại cứ thích mặc vai ngắn, chỉ đơn giản cái vai ngắn ấy đang là mốt. Hoặc anh thích sắm hàng hiệu, túi hiệu thật to, thật oách, cho ra vẻ sành điệu, trong khi anh không có nhiều tiền và cũng không hiểu cách gì làm nên giá trị đích thực của cái túi ấy. Thực ra, mọi thứ trong cuộc đời này, kể cả con người, cũng chỉ là hạt bụi, là bọt biển, là hư không. Anh sống trên đời mấy chục năm để cuối cùng lại trở về là cát bụi. Nói đến tận cùng thì mọi thứ trên đời đều là phù phiếm. Bản thân văn chương cũng là phù phiếm. Đến chuyện Kiều hay thế mà Nguyễn Du còn viết: mùa vui cũng được một vài trống canh.
Nguyễn Du cũng cho là phù phiếm hết, chỉ là mua vui thôi. Chỉ có những vĩ nhân mới nhìn ra được cái phù phiếm trong cuộc đời. Đời người như ngọn gió qua, anh chết đi và mong được lên thiên đường. Chẳng có thiên đường nào cả, rồi thì thời gian hưng phế tháng ngày phôi pha mà thôi. Cái gì không thuộc về bản thân ta đều là phù phiếm hết. Tiền tài, danh vọng, quyền thế hay sự nổi tiếng đều là vật ngoại thân, có thể tới, cũng có thể đi bất cứ lúc nào, phù du như mây bay. Chính vì vậy, đừng mù quáng theo đuổi những thứ phù phiếm, để rồi phải trả giá bằng chính cuộc sống của mình. 6. Đừng tốn thời gian để phàn nàn trước mọi khó khăn. Theo tâm lý học, thói quen hay than vãn là biểu hiện của người tự ti, vì không tin vào năng lực của mình, cho rằng bản thân không thể thay đổi hoàn cảnh, giải quyết khó khăn. Họ chỉ biết thể hiện thái độ của mình thông qua những lời nói phàn nàn. Phải kêu ca, phải than vãn, phải cho mọi người xung quanh biết họ bị bất công thế nào, chính là cách để rũ bỏ trách nhiệm của bản thân. Não của bạn được thiết kế để ghi nhớ những việc lặp đi lặp lại. Vì thế, khi than thở quá nhiều, bạn sẽ trở thành một kẻ bi quan và luyện cho não thói quen tìm kiếm điểm xấu trong mọi việc. Việc này sẽ biến bạn thành người luôn cảm thấy không thỏa mãn, bực bội và bất lực vì không làm được gì để mà giải quyết chúng. Tỷ phú Jack Ma từng khẳng định trước 3.000 sinh viên trong một buổi giao lưu đối thoại rằng các bạn cũng cần phải nhớ một điều là Warren Buffett, Steve Jobs đều có chung một phẩm chất tốt, đó là không bao giờ kêu ca. Nếu kêu ca, sẽ không bao giờ có cơ hội. Khi người khác than phiền, đó là cơ hội của các bạn. Cho dù từng 3 lần trước kỳ thi đại học, từng phạm vô số sai lầm, nhưng Jack Ma không bao giờ kêu ca than phiền. Điều duy nhất vị tỷ phú Trung Quốc làm chính là không từ bỏ. Nếu thất bại, ông làm lại. Nếu như tiếp tục thất bại, ông vẫn tiếp tục làm lại từ đầu. Chính vì thế, sau 18 năm, Alibaba đã được tạo dựng, hoàn thiện và tìm được chỗ đứng vững vàng trong thị trường để sự cạnh tranh như ngày hôm nay. Cuộc sống chẳng bao giờ thuận buồm xuôi gió 100%, mà luôn tràn ngập những sự khó khăn, trắc trở, ập tới vào những thời điểm tồi tệ nhất. Muốn thành tài, phải chịu được những cảm giác nếm mật nằm gai. Trước khi kêu ca phàn nàn với người khác hay chờ mong sự giúp đỡ từ người xung quanh, hãy tự đứng lên và đi bằng chính đôi chân của mình, xử lý vấn đề bằng một bản lĩnh riêng. Hãy nhớ rằng mỗi sự khó khăn trong đời đều là cơ hội để rèn luyện và chứng tỏ bản thân, là một nấc thang để chúng ta bước lên đỉnh kim tự tháp xã hội.